có thể là định hướng được cái con làm nó ở đám nào. Thế cái giá trị của bước 1 khi mà xét nghiệm thì chúng ta thấy là có thể chẩn đoán được cái suy giảm miễn dịch IgA đơn thuần. Cái này nó là 1 trên 500, cái tỷ lệ rất là cao. Thứ hai là suy giảm miễn dịch thể biến thiên phổ biến, và cái thể là A gamma globulin. Cái này là cái bệnh nhân chúng tôi đang quản lý là 28 bệnh nhân, nó liên quan những sắc thể giới tính là cái bệnh Bruton. A gamma globulin với tuyến u tuyến ức hoặc là những cái thể thoáng qua hội chứng IgE cao hoặc là dưới nhóm, thì nếu mà mình làm chức năng của cái đo được cái hàm lượng kháng thể sau khi mình làm các vaccine thì mình có thể đánh giá được các cái chức năng và chẩn đoán được thêm một số những cái bệnh khác. Và chúng ta có thể đánh giá giảm bạch cầu hạt trung tính, hoặc là chúng ta có thể đánh giá được cái suy giảm miễn dịch thể nặng kết hợp, bởi vì ta nhìn không có tế bào lympho T lympho ngoại vi, chúng ta chỉ đánh giá được lympho thôi, còn T bên thì mình phải làm các dòng chảy thì mới phát hiện được. Thế trong bước 2 thì chúng ta có thể đánh giá được các dưới nhóm. Ngay cả IgA, IgG thì nó cũng có cái dưới nhóm là A1, A2 và G thì từ G1, G2, G3, G4. Thì những cái G đấy thì nó đáp ứng với protein và những cái kháng nguyên protein hoặc là những cái kháng nguyên protein. Đánh giá chức năng những cái suy giảm miễn dịch bẩm sinh liên quan đến bổ thể thì ít hơn, cái tỷ lệ nó chỉ 1-2% trong cả cái mô hình của cái suy giảm bẩm sinh. Nhưng mà chúng ta đánh giá bằng cái chức năng bổ thể bằng CH50 hoặc là đánh giá những AP50 để cái đánh giá cái khả năng hoạt hóa bổ thể theo con đường cạnh tranh, thì những cái vấn đề này thì chúng ta có những cái máy móc để chúng ta đánh giá được bằng cái cytoflowmeter. Cái bước 3 đó là chúng ta xác định được cái kiểu hình của lympho TV và NK. Thì cái này chúng ta cần để cái máy dòng chảy ấy, thì chúng ta mới phân loại được cái tế bào nào là tế bào nào. Chúng ta làm công thức máu chúng ta chỉ biết là lympho thôi, nhưng lympho nó có mấy cái dòng dưới nhóm thì chúng ta phải có cái máy để chúng ta phân tích được. Và cái đánh giá số lượng thì bằng cái dòng chảy, nhưng đánh giá chức năng thì chúng ta phải có một số cái test chuyển dạng tế bào lympho và phân tích gen, phân tích các cái phức hợp rất là bổ các cái phức hợp bổ thể. Thì đấy là những cái bước 3 chúng ta xét nghiệm. Và áp dụng tại Bệnh viện Trung ương chúng tôi đã làm được những cái gì? Thì chúng ta đã làm được bước 1, bước 2. Về cái này thì năm nay chúng ta đang làm, bởi vì là cái tế cầu, cái vaccine tế cầu này thì chúng ta cũng hơi đắt. Do đó là có nhiều nhà thì chúng ta cũng phải tư vấn để không mất tiền. Cái này không phải là trong cái tiêm chủng mở rộng cũng chưa có. Do đó là chúng ta phải tiêm trước và định lượng trước và sau để chúng ta đánh giá được. Còn chúng ta cũng đã bắt đầu làm được một đến phân tích cả gen và một số các bệnh. Tuy nhiên thì các cái nghiên cứu về hoạt tính chuyển dạng lympho và khả năng thực bào thì tại Bệnh viện Trung ương chưa làm được cái bước này. Thì trong những năm tới chúng tôi sẽ triển khai dần, mặc dù là những cái này nó cũng có thể nó hiếm, cho nó là để triển khai một cái xét nghiệm mà làm những bệnh hiếm thì nó cũng hơi tốn kém hơn, thì từng bước một thì chúng tôi sẽ triển khai. Thế đây là một số những cái hình ảnh mà chúng ta biết là có những cái bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch bẩm sinh nặng cả T và B. Thì đây là những cái hình ảnh bệnh nhân Wiskott Andrick này, Dijok này, và cái biểu hiện nhiễm lao hoặc là tràm dai dẳng và nhiễm lao ngay sau khi là bệnh nhân tiêm chủng, thì là chúng ta cũng có những cái hình ảnh mà khi mà bất thường như thế chúng ta phải để ý. Trong cái thiếu hụt kháng thể thì cũng rất là nhiều dạng, và chúng tôi thường đang quản lý cái nhóm này là nhiều nhất. Còn đối với những cái chọn lọc này thì đa số bệnh nhân bị nhiễm trùng tái diễn, và chúng ta có thể có những cái trường hợp là đặc biệt chúng ta phải phân biệt được những cái nhóm là nhóm thiếu hụt là thoáng qua, tức là đứa trẻ không phải là bị bẩm sinh do gen mà cái đứa trẻ nó chậm trưởng thành của cái hệ miễn dịch. Đặc biệt là đối với những trẻ đẻ non có những bệnh nhiễm trùng nặng thì cái chức năng miễn dịch nó bị thiếu hụt và nó chậm trưởng thành, thì cái đấy chúng ta bệnh nhân sẽ hoàn thiện sau 3 đến 5 tuổi. Do đó là khi mà chúng ta thấy cái tình trạng miễn dịch của IgG của đứa trẻ nó chậm, ngưỡng thấp của bình thường, và đứa trẻ cứ tái đi tái lại cái nhiễm trùng, thì trong cái điều trị thực hành chúng ta cũng có thể là truyền cái immunoglobulin 3 tháng hoặc là 6 tháng một lần để hỗ trợ trong cái lúc mà đứa trẻ miễn dịch nó chưa trưởng thành, thì hỗ trợ nó để đỡ nhiễm trùng, thì đấy chúng ta có thể là cho phép.
Điều trị cơ bản là cái vấn đề chúng ta đã biết là cái tổn thương của hệ miễn dịch thì cơ thể không có khả năng sản xuất ra các miễn dịch để chống lại cái nhiễm trùng. Do đó là khi đã chẩn đoán thì chúng ta cố gắng là cách ly trong môi trường nguy cơ ít lây nhiễm, môi trường sống, môi trường dinh dưỡng và đặc biệt là không có tiêm chủng vaccine sống. Thế là cái lưu ý rất là quan trọng khi chúng ta chẩn đoán rồi mà bệnh nhân mà tiêm vaccine sống thì là coi như chúng ta cho bệnh nhân những cái nguồn vi khuẩn rất là độc hại và cấn những cái vaccine đó, không phải là nó sẽ bùng phát tất cả những cái bệnh mà chúng ta có thể phòng ngừa. Thứ hai đó là chúng ta truyền kháng sinh, kháng thể định kỳ 3 đến 4 tuần một lần. Thì cái kháng thể chúng tôi thường phụ thuộc vào cái mức độ và cân nặng của đứa trẻ, thì thường là 400 đến 600 mg trên một cân nặng trong 3 đến 4 tuần. Nếu mà đứa trẻ là hay ốm, hay tái diễn thì 3 tuần thì đến hẹn truyền một lần. Còn những đứa nào mà cũng đã ổn định thì có thể là 4 tuần một lần. Thì hiện tại Việt Nam thì dưới 6 tháng, dưới 6 tuổi thì bảo hiểm đang chi trả 100%. Khi mà có cái chẩn đoán như thế này thì chúng ta hẹn bệnh nhân và cái hẹn đấy của chúng ta được trong vòng 1 năm thì cứ 1 tháng thì lên truyền một lần. Và sang năm mới thì bắt đầu chúng ta mới có một cái giấy chuyển thì các tỉnh đến thì sẽ có giá trị trong 1 năm. Còn đối với bệnh nhân mà trên 6 tháng tuổi, sau 6 tuổi ấy, thì bảo hiểm chi trả 80%. Thì chúng tôi cũng có một cái quỹ ở trong Bệnh viện Nhi Trung ương là quỹ cái phòng công tác xã hội chuyên đi tìm những cái nguồn tài trợ cho những bệnh nhân nào gia đình người ta không thể mà có cái chi trả thêm 20% nữa thì chúng tôi cũng hỗ trợ những gia đình đấy để người ta đứa trẻ làm sao tốt nhất có thể. Và mục tiêu truyền này là gì? Để làm sao chúng ta duy trì được cái nồng độ IgG trong huyết thanh là trên 7 gram thì nó mới bảo vệ được đứa trẻ là không bị nhiễm trùng. Thế thì liều dùng thì chúng ta cũng biết là bây giờ nó có hai cái loại dùng, hoặc là hàng tháng đến truyền hoặc là hàng tuần đến tiêm dưới da. Thế thì bây giờ hiện tại dưới da chúng tôi trong tuần tới bắt đầu là triển khai cái áp dụng dưới da ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại sao phải dùng dưới da? Bởi vì là tôi cũng muốn chuyển giao cái công nghệ, cái kỹ thuật này về cho các tỉnh. Bây giờ nếu tháng nào bệnh nhân cũng phải lên Bệnh viện Trung ương để truyền thì rất là bất cập. Mà những cái này thì truyền, kỹ thuật truyền tôi nghĩ nó không khó khăn gì đối với các tỉnh cả. Thì ta chuyển ra về những kỹ thuật dài dần để đứa trẻ được gần nhà hơn và cũng chỉ chạy đến truyền vài tiếng rồi về thôi chứ không phải nằm viện, nhập viện thì nó đỡ bất cập. Ở các nước tiên tiến thì bảo hiểm người ta chi trả cho tiêm dưới da tại nhà. Nhưng tuy nhiên ở Việt Nam thì mình cái vấn đề này mình phải từng bước, có thể là ở các cái cơ sở y tế, các tuyến tỉnh, các huyện đã, và sau đó từng bước chúng ta sẽ đấu tranh cùng với bảo hiểm y tế để làm sao cho người bệnh mai kia lớn lên người ta tự tiêm như tiêm insulin đấy. Thì đấy là những cái kỳ vọng của chúng ta, sau này sẽ bệnh nhân của chúng ta sẽ được như thế. Nhưng mà giai đoạn này thì chúng tôi đang triển khai cái lĩnh vực là hàng tháng và sắp tới chúng tôi đã áp dụng là hàng tuần. Thế thì làm sao để chúng ta biết là cái nồng độ IgG và cái tình trạng viêm như thế nào đối với đứa trẻ là tốt nhất? Thì chúng ta biết là khi mà cái nồng độ IgG càng cao thì cái tỷ lệ nhiễm trùng càng thấp. Tuy nhiên cái nồng độ này không phải bệnh nhân nào cũng giống bệnh nhân nào. Do đó chúng ta cái khuyến cáo là cố gắng là cái nồng độ trong huyết thanh là trên 7 gram. Nhưng mà có cái trường hợp chúng tôi chỉ trên 5 gram thì bệnh nhân vẫn không nhiễm trùng. Thế thì chúng ta dò liều sao mà hiệu quả bảo vệ được chống nhiễm trùng, tiết kiệm là chỗ là không phải truyền thừa ra để cuối cùng nó cái này nó vào 3-4 tuần thì nó cũng tự tiêu hủy hết. Và thứ ba nữa là cái quan trọng là cái an toàn cho người bệnh, và thứ tư nữa là xã hội bảo hiểm chi trả để gia đình không phải bỏ những cái tiền rất là đắt đỏ như này để cho bệnh nhân. Và chúng ta có khuyến cáo để có cái hiệp hội, các cái nhà hảo tâm hoặc là cái hiệp hội câu lạc bộ của chúng ta có nguồn, có thể là từ xã hội cùng kết hợp để hỗ trợ. Thế thì một cái phương pháp mà đối với những cái bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể kết hợp nặng, tức là không có lympho B, không có lympho T, có khi không có cả EK nữa, thì đối với trường hợp thế này thì ngay cả truyền thì chúng ta chỉ có bảo vệ được vi khuẩn thôi. IgG là chống những cái vi khuẩn thôi, nhưng cái tế bào T nó là bảo vệ gì? Virus và nấm. Thế do đó là chúng ta có cái phương pháp và điều trị là truyền tế bào gốc hoặc là truyền tủy. Thì đấy là những cái phương pháp mới, và đây là những cái
cái bản chất vấn đề khi cấy vào những cái tế bào nó phát triển lên thì nó thay thế những cái khiếm khuyết của đứa trẻ bị. Thế thì đây là những cái bệnh nhân mà bệnh nhân của tôi, chúng tôi mà cái ca đầu tiên mà chúng tôi nói là từ năm cuối năm 2014 đấy, em bé là trai còn. Gia đình này đã có hai người con cũng chết trong thời kỳ sơ sinh và một đứa là 2 tháng tuổi. Thì khi mà đẻ ra thì chúng tôi đến ngay với chúng tôi thì chuẩn đoán ngay từ khi đứa trẻ 13 ngày tuổi. Thì chúng tôi đã liên hệ và ghép cấp cứu khi mà cháu được 2 tháng rưỡi. Và bây giờ thì cháu là được hơn 3 tuổi rưỡi. Và đây là bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã được năm 2016 với chẩn đoán hội chứng là Richport arthritis thì đã được bệnh viện Boston cho vào cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng điều trị bằng gen thalidomide. Thế thì cái điều trị của những cái suy giảm miễn dịch bẩm sinh ở các cái thể nặng khác nhau thì chúng ta có thể ứng dụng là ghép tế bào gốc và điều trị gen. Đấy là những cái ứng dụng. Và Việt Nam chúng ta các bệnh nhân cũng đã bắt đầu được thụ hưởng những kỹ thuật cao của thế giới. Và cái bệnh nhân thứ hai cũng tương tự như bệnh nhân này thì chúng tôi đang chuẩn bị để tuần sau bắt đầu ghép. Thế thì khó khăn ở đây trong Việt Nam chúng ta là gì? Đối với bệnh nhân khi mà đã chẩn đoán suy giảm miễn dịch bẩm sinh thôi thì phải đến viện hàng tháng để truyền IVIG. Thế thì cái này nó là bất cập cho bệnh nhân là đi lại. Bệnh nhân thì phải nhập viện và cái thủ tục nhập viện đối với viện tôi là mặc dù đã tốt nhất có thể vẫn phải mất 2 ngày. Một ngày vào và truyền đấy nó cũng số lượng nhiều, có thể phải 8 tiếng truyền. Và bệnh nhân và người nhà và điều dưỡng cũng rất là nhiều công sức để cho cháu. Thứ hai nữa là kinh phí thì đắt đỏ. Các em biết là cái hàm lượng immunoglobulin rất là đắt đúng không? 7-8 triệu một lọ mà có đứa phải truyền đến 10 lọ thì tùy theo cân nặng. Bảo hiểm y tế thì chi trả đến 100% thôi, viện phí để tiền thuốc thôi. Tuy nhiên thì cái tiền đi lại ăn ở thì trái chi trả cả, bệnh nhân phải chi trả. Và trên 6 tuổi mà bệnh nhân mà giờ 50 cân mà truyền mà bệnh nhân bảo hiểm chỉ được có 80% mà 20% của cái 50 cân cũng là khối lượng tiền rất là lớn rồi. Thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng, bởi vì là cộng đồng COVID bệnh này là gì đâu mà hỗ trợ. Nên chúng ta phải tuyên truyền, phải kết hợp và nối vòng tay lớn. Và rất nhiều trẻ tử vong trước khi chúng ta chẩn đoán và nhiều gia đình không được chẩn đoán trước sinh cũng như là không tư vấn di truyền. Cái lỗi này là lỗi của nhân viên y tế. Mình đã không chẩn đoán, không tư vấn cho người nhà bệnh nhân thì chúng ta phải khắc phục. Bác sĩ khó khăn là gì? Nhiều bác sĩ chưa biết thế nào là suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Tôi nghĩ là cái mảng này là mới, không phải nhiều người biết. Nhiều cả bác sĩ lớn tuổi cũng không biết và bác sĩ trẻ tuổi cũng không biết. Thế thì đấy là chúng ta phải nhìn thẳng ở vấn đề là chúng ta chưa biết, đúng không? Thứ hai nữa là chưa biết không phải là vì là chúng ta học mà chúng ta không biết mà chúng ta có được đào tạo đâu. Ở trong các trường y đã nói về cái vấn đề này chưa? Hay chỉ có 2 tuần học về cái miễn dịch cơ bản? Mà 2 tuần về miễn dịch cơ bản tôi cũng nghĩ là nếu các em không sử dụng được đến thì các em quên hết tế bào nào là tế bào nào rồi. Phải cytokine nào, đúng không? Cái nọ đóng kích cái kia mới ra cái kháng thể và các cái vòng gọi là rất là khó khăn, phức tạp, khó hiểu như thế. Để nếu mà chỉ có 2 tuần thì các em chắc chắn là không thể nhớ được nếu mà các em không bỏ sát những bệnh nhân như thế này. Thế thì do cái khiếm khuyết ở trong cái đào tạo, cái thiếu phương tiện chẩn đoán vì là chúng ta chưa có nhiều cái xét nghiệm mà chuyên sâu và chưa có một cái dữ liệu gì về suy giảm miễn dịch bẩm sinh của trẻ em Việt Nam cả. Và đặc biệt là ngay cái chỉ số về miễn dịch cơ bản của người bình thường chúng ta cũng không có. Thế thì cơ bản không có hay chúng ta so với cái gì? Bây giờ tất cả chúng ta đang so sánh với cái xét nghiệm gọi reference của các xét nghiệm các nước thôi. Nhưng mà bản thân người Việt Nam biết đâu lại miễn dịch lại tốt hơn hoặc là như thế nào đó thì cái cơ bản của mình cũng chưa có. Thì cái khó khăn do bác sĩ là cái nó mấu chốt ở rất nhiều vấn đề. Cái giải pháp bây giờ sao? Chúng ta phải chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh cái phác đồ này. Thì đây là cái một trong những cái mà hôm nay tôi cũng đến đây cũng chia sẻ kinh nghiệm với các em để các em biết về cái vấn đề đó. Và nếu mà học được thì tôi sẽ chuyển giao. Thứ hai là thành lập câu lạc bộ bệnh nhân thì chúng ta đã thành lập được 2 năm rồi. Và tăng cường cái truyền thông trên nhiều hình thức và các cái dấu hiệu nghi ngờ về cái bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh để chúng ta không bỏ sót những cái dấu hiệu đấy. Nếu nghi ngờ thì chúng ta phải sàng lọc và chúng ta sàng lọc từng bước như nãy tôi đã nói một thì chúng ta chẩn đoán ra và có cái sự
kêu gọi chung tay góp sức về cái sự tài trợ từ cộng đồng, từ các cái tổ chức y tế thế giới, và quan trọng nhất là chúng ta phải cùng nhau đấu tranh cho người bệnh là cái chính sách bảo hiểm y tế. Thì đấy là những cái mà cái chiến lược tương đối là lớn, nhưng mà phải có sự đồng thuận có rất nhiều anh chị em, và đồng thuận từ phía cộng đồng, từ phía bệnh nhân, thì chúng ta mới có thể là thay đổi chính sách. Thì đây là những cái hình ảnh mà chúng ta đã sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân cách đây 2 năm mà vừa mới sinh nhất đây. Thì đây là những cái hội nghị bàn tròn chuyên gia các nước đến hỗ trợ chúng ta, và bệnh nhân cũng đã được quản lý và điều trị cũng họ hôm trước thì cũng rất là cảm động khi mà người bệnh nhân cũng chia sẻ. Và lúc đầu thì cô ấy nói là khi mình bị bệnh như thế thì cũng sốc và không muốn chia sẻ gì với ai cả, và nghĩ là con mình ăn ở làm sao mà để cho con mình cũng bệnh hiểm nghèo như thế. Thế thì sau khi sinh hoạt của câu lạc bộ này được mọi người chia sẻ, được mọi người hỗ trợ, và bây giờ cô ấy cởi mở hơn. Cô cũng nói với cùng với cộng đồng gia đình là con bị như thế thì phải có những cái hỗ trợ và cái chăm sóc đặc biệt như thế này. Và chính vì như thế thì cô đã chia sẻ vào những người bạn trong đồng nghiệp, trong cơ quan là cô bị con như thế thì cô cũng giúp đỡ, và cũng là chẩn đoán sớm được cái con của cô bạn đấy. Thì tôi nghĩ là chúng ta làm sao để thuyết phục cho gia đình người bệnh bị bệnh đấy, nhưng chúng ta có nhiều cái phương pháp để giải pháp cho người bệnh nhân, chứ đừng có để bỏ mặc người ta một cách lo lắng như thế. Thế thì cái tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho chúng ta, chúng ta chuẩn đoán, tham vấn di truyền, nghiên cứu khoa học và tham dự những hội nghị quốc tế, thì chúng ta đi một đàng tràng khôn, chúng ta có thể là học hỏi từ trong nước, ngoài nước để chúng ta tiếp cận được những cái phương pháp tốt. Đây là năm vừa rồi là Bệnh viện Nhi đồng 1 có được cái giải F3 gì ở poster ở bên Dubai. Đây là bác sĩ Hiền ở khoa chúng tôi. Năm vừa rồi cũng có hai bác sĩ tham gia ở Nhi đồng 1, cũng có hai bác sĩ. Chúng tôi huấn luyện cho điều dưỡng cách chăm sóc suy giảm bệnh nhân như thế nào, và tập huấn cho cái tiêm dưới da ra sao. Cái gì cũng phải học, ngay cả lúc nãy các bạn nhìn cái gì cũng phải học, và chúng ta can thiệp cái gì chúng ta cũng phải học. Mà nếu mà chúng ta đào tạo cho điều dưỡng chúng ta tốt thì họ sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều, chứ không phải là đừng coi. Tôi rất là quan trọng vấn đề điều dưỡng của chúng tôi, và các bạn nếu ra trình độ đại học và chúng bạn làm rất là tốt thì chúng ta cũng có cái teamwork rất là tốt, thì chúng ta sẽ quản lý được bệnh nhân tốt hơn. Thì mô hình này chúng tôi kỳ vọng xây dựng, thì bệnh viện Trung ương đã có một số kinh nghiệm mà chúng tôi có thể điều kiện áp dụng được những cái xét nghiệm tương đối sâu và nghiên cứu, thì những cái đấy chúng tôi sẽ làm cái bệnh viện hạt nhân để là chẩn đoán những ca rất là phức tạp từ gen trở đi. Thế còn các cái vấn đề là chúng ta xây dựng hệ thống sàng lọc cho bệnh bẩm sinh, thì bây giờ bệnh viện Trung ương cũng đã bắt đầu mô hình là thành lập cái trung tâm sàng lọc sơ sinh và các bệnh hiếm, trong đó có suy giảm miễn dịch bẩm sinh, mà những cái suy giáp rối loạn chuyển hóa thì chúng tôi có đưa vào hai cái bệnh đó là TRET và TRET, thì cũng để sàng lọc. Thì đấy thì chúng ta sẽ phổ biến là có thể những đối tượng không thể sàng lọc hết cho 1 triệu đứa trẻ mới ra đời, mà đối với những gia đình là có nguy cơ cao thì tư vấn để người ta sàng lọc ngay khi đứa trẻ vừa ra đời. Thứ hai là chúng ta chuẩn đoán và thành lập những dữ liệu mà suy giảm miễn dịch bẩm sinh ở Việt Nam. Ví dụ tôi hỏi ở Cần Thơ có bao nhiêu em bị như thế này, và các em bị chuẩn đoán những cái hội chứng ra sao, chúng ta có một cái registration như thế, chúng ta biết là bệnh nhân nào ở như thế nào, thì chúng ta có cái hỗ trợ lẫn nhau. Và đặc biệt là chúng ta xây dựng cái chương trình đào tạo về cái mảng này cho bác sĩ và điều dưỡng, và chuẩn đoán gen cho những suy giảm miễn dịch bẩm sinh, thì chúng ta có thể làm được một số cái. Và chúng tôi liên hệ được có một số trung tâm ở Hồng Kông, Hà Lan hoặc Mỹ, gặp Nhật, thì chúng ta gửi đi có những sự hỗ trợ liên kết thế này, nhiều khi là chúng ta không mất tiền để chẩn đoán. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể xây dựng. Thế thì tóm lại, suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc tiên phát là một bệnh lý nguy hiểm, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe chất lượng của trẻ em, và đây là cái nguyên nhân mà gây tử vong mà nếu cao nhất, mà nếu chúng ta không can thiệp được thì chúng ta không thể nào được giảm được tỷ lệ tử vong của trẻ em. Thứ hai đó là nếu mà chúng ta chuẩn đoán kịp thời và điều trị đúng thì đứa trẻ là được những đứa trẻ bình thường, ngay cả cái bà hội trưởng hội suy giảm miễn dịch bẩm sinh thế giới, bà là bệnh nhân, bản thân bà là bệnh nhân, thì là người ta sống như cuộc đời bình thường, người ta vẫn có chồng có con, người ta cũng lên trưởng thành bà, và người ta cũng có một cái sự nghiệp rất là tốt như thế. Thì tôi nghĩ là đừng nghĩ rằng nó bẩm sinh là chúng ta bỏ qua,
Thứ hai nữa, thì tiếp theo đó là chúng ta đã có cơ hội áp dụng được những biện pháp điều trị để làm sao để chúng ta đưa cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân không may mắc bệnh nặng như thế này, hiếm như thế này, cũng sống một cuộc sống tốt đẹp như các nước khác người ta có thể. Thì đấy là những cái công việc tôi cũng muốn các em tiếp cận, chuẩn đoán, và có những khó khăn gì thì chúng ta cùng chung tay giúp sức để hướng tới một cái tương lai là trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, và trẻ em Việt Nam không có lý do gì để không được như các bạn khác, đúng không? Xin cảm ơn. Ai có câu hỏi gì không? Hai giờ sắp tới rồi đúng không? Vâng, xin mời cô. Cái bài đầu cô nói về là cái định lượng đi tế bào u rốn không mấy trẻ sơ sinh đó cô. Trong cái dị ứng thì chúng ta có cái pháp, có cái mối chốt là những cái biện pháp để phòng trừ dị ứng. Phòng trừ có mấy bậc. Mấy bậc thứ nhất là phòng trừ để nó không có bệnh. Phòng trừ thứ hai là mắc bệnh rồi nhưng kiểm soát được, ví dụ kiểm soát then, đúng không? Phòng trừ thứ ba là chúng ta làm sao là cho cái bệnh nhân bị bệnh để sống như cuộc sống bình thường. Thế thì để những nghiên cứu mà đo cái hàm lượng IgE trong máu cống đốn và trẻ mới sinh thì nó cũng là những nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế lâm sàng, là đối với những gia đình mà cấp cơ đi, bố hen mẹ dị ứng hoặc là ông bà đại khái là các cái gia đình của hai bên đều có rất là nguy cơ nhiều về dị ứng. Thế khi mà đo cái hàm lượng IgE nó cao trong cái máu cống đốn của em thì mình ngay cả ngay cái lúc đầu tiên mình chăm sóc đứa trẻ thì mình phải có những cái biện pháp cảnh báo hơn, ví dụ như không cho ăn sữa sớm, chúng ta phải nuôi con hoàn toàn hoặc là cái tắm, hoặc là ngay cả những cái môi trường không hút thuốc lá, chăn màn cố gắng làm sao hạn chế nhất có thể để bụi bậc con nào, thì để chúng ta biết là cái nguy cơ đứa trẻ này cao như thế thì nguy cơ đứa trẻ bị dị ứng rất là nhiều, để mình có cái phương pháp phòng tránh. Hoặc là khi mà chúng ta sẽ, khi mà đứa trẻ bị có những dấu hiệu như thế rồi mà chúng ta ngược lại cái tiền sử là ngay cái lúc ban đầu đẻ ra thì IgE đã cao rồi, thì chúng ta lại bảo à cái triệu chứng như thế này mà IgE cao như thế, chúng ta định lượng nó vẫn còn cao như thế, thì chắc chắn là giữa cái xét nghiệm, cái lâm sàng và cái tiền sử chúng ta chẩn đoán cái dị ứng sớm hơn. Cái IgE nó chỉ là cái gọi là cái atopy. Thế còn có yếu tố nào để làm phát cái atopy để thành lâm sàng hay không, thì nó tương tác giữa gen, môi trường và biểu hiện. Bây giờ còn epigen nữa, phức tạp lắm. Vâng, xin mời bác sĩ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Những cái bài suy nghĩ tổng sinh thật sự rất là khó. Và em cũng xin hỏi ý kiến của cô luôn một cái ca thực tế là hồi nãy cô có nói là nếu mà em bé dưới 1 tuổi mà bị chào nặng tới lại, mình có quyền nghĩ đến là suy nghĩ tổng sinh. Như vậy thì nếu mà em bé mà trên 1 tuổi, ví dụ bé 3 tuổi hoặc 4 tuổi mà bị chào bồi nhiễm tái đi tới lại nhiều lần, thì mình có nghĩ đến một cái tình trạng là suy giảm tổng sinh hay không, mặc dù là mình làm những cái xét nghiệm như tế bào máu và hồi hè thì vô sai bình thường, rồi IgE, IgA bình thường, thì mình IgE thì nó tăng rất cao là 1700 mấy, thì mình nghĩ đến là suy giảm tổng sinh hay là những hội chứng là tăng IgE. Thì chúng ta biết là cái chàm là thường gặp ở trẻ em rồi, tuy nhiên cái mức độ nặng thì không phải là quá nặng, và cái phần trăm mà bệnh nhân quá nặng đấy thì ngoài cái ngoại trừ là đứa trẻ nó gãi ít nhiều lần nó bội nhiễm, mà bội nhiễm chúng ta chỉ dùng kháng sinh hoặc là kháng viêm thì nó hết, mà chúng ta đang chịu như thế rồi mà không hết thì chúng ta phải nghĩ là có bệnh nền. Nên bệnh nhân của em thứ nhất là điều trị một cách thông thường là không có khỏi, định lượng các IgA, IgM, IgG là bình thường, nhưng mà IgE là cao, mà hơn 1000 đối với trẻ em là rất cao rồi. Thế thì có hội chứng là hyper IgE. Thế thì ngoài cái xét nghiệm đấy thì em xem ngoài cái tràm đấy nó có cái tổn thương viêm nhiễm ở đâu đó hay không. Thì trong cái hội chứng hyper IgE nó có mấy các cái đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm.
thì mình có thể là phân tích và theo dõi tiếp. Thì cái đấy cũng là một cái cảnh báo để em xem lại xem bệnh nhân của em phù hợp với cái hội chứng nào. Có, bởi vì là bởi chúng ta như nãy cô nói là các cái bước tiếp cận, bước 1, bước 2, bước 3, như cô nói là có những trường hợp là cứ tái đi tái lại. Thì cái chỉ điểm tại sao nó đến với em, cái gì cũng bình thường nó đến với em phải là nhiễm trùng đúng không? Chứ còn cái là tất cả bình thường thì nó đến với em làm gì? Thế mà nhưng mà chúng ta xét nghiệm nó không ra, chúng tôi cũng phải gửi đi là các cái trung tâm lớn để xem là có phân tích gen, phân tích gen toàn bộ cái whole gen để xem các cái đột biến ở đâu. Có nhiều cái đột biến nó tạo được cái bệnh mà bây giờ ngay cả bây giờ nó cũng là mới, hoặc là những cái bệnh ngày xưa cũ rồi nhưng đột biến thì đột biến mới. Ngay cả cái XLA cũng không phải chỉ có một cái gen proton, mà trong proton cái đột biến thì nghe một cái điểm nào. Thì tôi làm được rồi. Và thế trong thành phố Hồ Chí Minh thì như có một cái chỗ nào người ta làm được cái Whisport and Trick ở cái gen cái lab tư nhân nào đấy, thì một số những cái đấy thì chúng ta cũng có thể đấy. Thì rồi các em có ai hỏi gì nữa không? Có gặp bệnh nhân nào nhiễm trùng tái diễn chưa? Có rồi. Có để ý đến số lượng lympho không? Có. Có để ý đến bạch cầu trung tính chưa? Có. Nhưng mà có phát hiện ra gì không? HDV à? À đúng rồi, chúng ta phải loại trừ cái nguyên nhân thứ phát. Mình bẩm sinh thì mình phải loại trừ cái nguyên nhân thứ phát đó là gì? HIV, đó là ức chế miễn dịch so với ung thư, hoặc là những cái bệnh nhân là suy dinh dưỡng nặng, hoặc là sau khi nhiễm trùng nặng. Em biết là bệnh nhân sepsis mà thở máy á, bắt đầu miễn dịch nó trội lên, sau đó nó mệt quá nó giảm xuống, thì em phải theo dõi nó vài tháng, chứ chúng ta không thể cắt óc một thời điểm mà chúng ta chẩn đoán bệnh nhân suy giảm miễn dịch bẩm sinh được, đúng không? Mà chúng ta đã chẩn đoán cái bước xét nghiệm như thế này rồi, chúng ta phải xem chức năng. Quan trọng nhất là bệnh nhân nào chúng tôi cũng phải xác định là nếu mà có cái hội chứng nào, chúng tôi xem là cái nó có thuộc hội chứng hay không. Với rất nhiều các cái suy giảm miễn dịch bẩm sinh nó là chỉ một biểu hiện trong một cái hội chứng khác, cũng không kỳ vọng là các em có thể là nắm bắt được ngay, nhưng mà trong đầu các em là cứ nghĩ là nhiễm trùng tái diễn bất thường là có cái bệnh nền suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Và suy giảm miễn dịch bẩm sinh thường gặp nhất là cái giảm cái nồng độ IgG. Ngoài ra thì có cái thể kết hợp thì nó như vừa nhiễm nấm vừa nhiễm vi khuẩn và cứ tử vong sớm, thì có thể là kết hợp cả B cả T. Và những cái trường hợp mà nhẹ nhẹ hơn thì chúng ta phải phân biệt giữa cái thoáng qua là miễn dịch chưa trưởng thành với những cái mà suy giảm miễn dịch bẩm sinh thực sự. Thì ở trẻ em nó có cái lại là thoáng qua đấy, nhất là người nhân đẻ non. Còn ý kiến gì nữa không? Có tiếng Bắc liệu có hiểu không? Em hỏi gì chị Hương không? Các cái test lẩy ra thì Lộc chắc cũng làm được rồi. Khi bạn nào các bạn ở đây nếu mà cần thiết thì khi mà triển khai ở đây thì sẽ lên học tại cầm tay chỉ việc cho bác sĩ Lộc luôn. Thế là coi bệnh viện này là một cái điểm của bệnh viện Trung ương về cái mảng suy giảm miễn dịch bẩm sinh với dị ứng được không nhỉ chồng? Nếu không có câu hỏi gì thì xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của hai anh chị và hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau, đúng không? Sư tiến sĩ Lê Thị Minh Hương. Kính thưa quý bác sĩ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu là một đơn vị tiên phong áp dụng kỹ thuật mới trong buổi lâu, và rất hân hạnh được là cầu nối truyền tải những thông tin y khoa, phương pháp điều trị mới. Và chắc hẳn thì sau buổi tập huấn ngày hôm nay, chúng ta đã tập cập nhật được rất nhiều kiến thức cũng như là thông tin y khoa nữa. Thì và buổi hội thảo đến đây cũng xin kết thúc. Thì em cũng xin thay mặt bệnh viện đã cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu tham dự và quay nhá cái lời.
không đi bắt luôn đi 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 mình đi chơi đi cửa này anh em mình không quá chơi rồi mình còn